vị đang theo dõi bản tin miền Tây chào ngày mới được phát trên laodong.vn. Bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày 31 tháng 7, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phối hợp với các đơn vị thi công tiến hành căng cáp dây văng đầu tiên tại trụ tháp P20 của dự án cầu Rạch Miễu 2. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6 km, nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre với tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Đến nay, dự án đã hoàn thành được 55,9%. Theo ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, nguyên nhân giá tôm giảm là do ảnh hưởng xung đột Nga-Ukraine, chi phí vận chuyển tăng gấp 2-3 lần, một số thị trường lớn xuất khẩu sức tiêu thụ còn hạn chế, từ đó dẫn đến giá tôm xuất khẩu rất thấp. Dự báo từ nay đến cuối năm, có khả năng giá tôm sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn những mô hình nuôi phù hợp, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành. Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chỉ đạo khẩn trương khắc phục tình hình sạt lở, di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời sớm có báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh để bố trí vốn khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn. Nếu đủ điều kiện, tỉnh sẽ cân nhắc công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở tại vùng bị ảnh hưởng. Trước đó vào tháng 6, đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Bạc Liêu xảy ra sạt lở trên 40 hộ dân, ảnh hưởng tuyến đường này hơn 800 mét. Còn tại huyện Hồng Dân, huyện Đông Hải, tình trạng sạt lở gây chia cắt đường giao thông, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Mới đây, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Ngọc Quyền, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quốc Huy. Cả hai bị can đều là cán bộ đo đạc của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Trước đó, Công an tỉnh đã bắt quả tang Quyền đang nhận hối lộ tại một quán cà phê liên quan xử lý vụ việc vi phạm về khai thác khoáng sản của NVT. Khi biết tin ông Quyền bị bắt, Huy đã đến Công an tỉnh này đầu thú. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng. Kính thưa quý vị, dù đường dẫn và trên mặt cầu Vành Đai 2 tại tỉnh Sóc Trăng đều có các hình hiệu chỉ dẫn lưu thông, nhưng người dân vẫn thản nhiên đi sai luật. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên. Cầu Vành Đai 2 bắc qua sông Maspero, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng được đưa vào sử dụng hơn 3 tháng nay, đã góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ đường Phạm Hùng đến đường Mạc Đĩnh Chi và giảm lưu lượng giao thông cho các tuyến đường trong nội ô thành phố Sóc Trăng. Tuy nhiên, điểm giao giữa đường dẫn từ đường Lý Thường Kiệt với dốc cầu Vành Đai 2 nằm trên địa phận phường 4 lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù trên mặt cầu đường dẫn đều có các hình hiệu chỉ dẫn lưu thông, nhưng người tham gia giao thông vẫn thản nhiên đi sai luật. Điều đáng nói, tuyến đường này lưu lượng xe, nhất là xe tải, xe ô tô qua lại rất đông. Thì thường là bà con đổ từ bên đường dưới sông, mé sông chạy lên á, thì thường bà con là quẹo tắt lên cầu luôn. Thì cái tình trạng này thì rất là nguy hiểm, vì lý do là trên cầu nó đổ xuống là đã là ngược chiều với cái chiều mà Thuận ở bên dưới dốc cầu chạy lên. Thì nếu mà đi như vậy thì rất là nguy hiểm. Từ trên cầu xuống mà mình quẹo quá thì nó được, mà từ dưới này dưới trong kia đi ra mà quẹo lên là không được. Trên đổ xuống ở dưới tạt ngang, rất là nguy hiểm, là cũng có cọ quẹt đó. Việc chọn lưu thông từ đường dẫn Lý Thường Kiệt qua cầu Vành Đai 2 không theo chỉ dẫn là vi phạm luật, mất an toàn giao thông, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng cần có biện pháp để kịp thời xử lý tình trạng trên nhằm ngăn chặn các trường hợp tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Miền Tây chào ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Yên Phương xin kính chào và hẹn gặp lại.